sữa bắp non lớp nhưng đôi chất xơ tiêu hóa nhẹ tươi. Mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe. Con bị té xe thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học đó cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cô gái luôn mà cô Vân. Trời là biết có điều kiện dữ gì ta. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi sao đó xỉn xỉn. Ở lúc đó lại mở một mình. Chào hai bạn. Chào cô, chào anh. Chào anh. Trời em ơi, sao cái nét phu thê vậy trời. Nhìn vô cái trang nhau à. Ai cũng nói vậy hết á. Thiệt dạ. Sao phu thê dữ vậy trời. Hai bạn biết nhau bao lâu rồi? Đến thời điểm bây giờ. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em với con vợ chồng giới thiệu trước. Con là Tú, thân Trọng Tú, vợ con là Hà, Nguyễn Thị Thanh Hà. Hai vợ chồng con quen nhau, tức là quen biết với nhau từ tính 7-8 năm mới cưới giờ được 5 năm rồi. Rồi, cũng bây giờ là năm rồi. Từng người giới thiệu về bản thân mình đi. Đó. Dạ. Lý lịch trích ngang nha. Con là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Là ba mấy? 30 con. 30. Công việc hiện tại sao em? Em có kinh doanh tự do anh. Tại cái mảng nào mỗi mảng mình ôm ít. Là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Quê con ở Bình Định. Rồi. Cứ mẫu giáo con này cấp 1 gì đó, cấp 2 vô đây, cấp 3 vậy đó, đại học lại vô đây. Rồi hiện tại là con đang ở đây. Dạ. Ở quận mấy? Dạ, hai vợ chồng con thì đang ở quận 12. Ok. Mời em. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. Con nhỏ hơn chồng con 1 tuổi. Dạ. Nhất gái hơn hai, nhì trai lớn hơn 1. Công việc của Hà là có hỗ trợ được cái gì cho chồng không? Hay là mỗi người một mảng riêng? Dạ, trước đây thì tụi em làm chung. Nhưng mà hiện tại bây giờ là tụi em nghĩ là tụi em nên tách riêng ra. Bởi vì vợ chồng làm chung là gây lộn suốt. Rồi họ gặp nhau làm sao ta? Thì đó, em đang cũng đang thắc mắc nè. Có thời điểm mà... Quê của Hà thì ở đâu? Dạ, em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây, dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp nhau ở đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng không? Rồi, tụi con học chung cấp 3. Cấp 3 là nửa năm cấp 3 á. Là con học ở đây. Con là ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Đâm ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung rồi đó. Là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ. Đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ 4 đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi Nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát. Thì anh này á, ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó, thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh này anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó, thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa, không đúng ưa. Không? Dạ. Lùn. Đó. Vừa xấu mà vừa vô duyên vừa, đó cô. Vừa vô duyên, vừa xấu, vừa lùn. Chỉ được cái không hát hay. Ưa. Không, con cũng không công nhận là hát hay luôn. Tại vì mình đã ghét rồi cô. Công nhận được mình đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi, bây giờ rồi tới chồng nè. Cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không, con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường. Tại vì ngay lúc đó cũng chưa có ý gì với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con gái là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa. Hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm. Hợp đội múa sao tự qua đội hát làm gì trời. Cô Vân phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vậy bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường. Không ghét, không thương, không gì cả đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. Hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai liếc mình là mình mất giác mình quay lại.
ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gợn gợn á, hơi gợn gợn đó. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường nó hay vậy chứ. Trong phim cũng vậy mà. Đó vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con Thiên Nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia, thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích anh đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con để cái xe trước cửa nhà con, ổng chạy ra giữa đường luôn, cô Vân bảo con mà không ăn đồ ăn của ổng mua là ổng tông vào xe tải ổng chết luôn. Trời đất ơi, con khổ nhục kế tới cái mức đó luôn hả con? Điều gì làm cho con chuyển mục tiêu mà chuyển gu luôn vậy? Con cũng không biết con, tại vì giống kiểu thấy được hợp lý mà thực sự là nó giống như là kiểu định mệnh, con không có ý kiến gì hết. Nghĩa là con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy là muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Cũng làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học. Mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, ảnh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Người anh ta bảo là ảnh gửi cho cái người mà Hà thích. Đó là ảnh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Ủa nhưng mà con bắt đầu chuyển gu từ lúc nào? Từ sau khi Thiên Nga nó có cái cuộc sống riêng của nó mình đúng đúng không? Con mới ngộ ra rằng là Thiên Nga nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay, còn dịch là có đủ lông đủ cánh cũng không bao giờ bay được. Bơi lòng vòng này đúng không? Có phải con ngộ ra điều đó không? Đúng rồi cô, với là một phần nữa, và cái bản tính con là xưa giờ nó lười, và con rất rất lười thay đổi, nghĩa là mỗi lần thay đổi là lần cực. Mỗi lần thà cua dính thà mình nhắm từ lượng nhan sắc mình. Mặc dù có hợp với cô là con có một cái tật nữa là con hay tự tin với mọi người. Tức là hay chọc vui nữa, tức là bát mật khẩu, bát wifi con là đều là tú đẹp trai thôi. Hỏi bát wifi là gì cho em mượn xài anh tú. Tú đẹp trai. Đó, nhưng mà con biết tự biết là nhan sắc mình tới đâu. Và con nói thôi ráng cua đại đi rồi có gì gần nhà nữa cô. Hết sự lựa chọn rồi cô Phong. Hết rồi. Ba con Thiên Nga kia nó bay hết trơn, giờ còn có con dịch ở lại thôi. Hết sự lựa chọn rồi. Tấm con dịch liền. Chứ gì nữa đúng không? Em không nhận được. Đúng là mặt thiên nhiên sinh tồn là nó đều là như vậy mà đúng không? Đó rồi xong rồi cuối cùng là con bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không cũng nhiều chứ bây giờ nhiều à đâu. Thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua cho cô bạn kia mua luôn cái người bạn mà cô bé này cảm nắng luôn đó. Một phần á thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, mà cái lúc đó con kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á, đâm ra mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhớ thời đó, không biết sao mày cứu Quân Hà tú. Tao cũng biết nữa, hao thiệt chứ. Hao hao cái không? iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn. Yeah. Đúng không? Mới đầu á coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra. Không nhận ra để rồi ở đâu xa xôi dịu dời á, tới chừng quay lại thì phải có bài học chứ. Phải trả giá chứ đúng không? Dạ. Con lời bài hát không cho người ta hát làm chi. Không chia cho nhỏ một câu bài đúng hát rồi. Nào. Đúng rồi. Dạ thiệt giả mang thiệt chứ. Chỉ cho hát chung thôi, có nghĩa là hát đồng ca thôi, mấy cái khúc đồng không ca. Không cho hát solo là không cho. Không cho solo. Solo. Ừ. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục. Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe thì con gãy tay.
thì đó là coi như là phải nghỉ học đó cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cua gái luôn mà cô Vân. Trời là biết có điều kiện dữ gì ta. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà, quà gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển xiển. Lúc đó lại mở một mình chứ không ở gia đình hả? Em ở với lại mẹ, nhưng mà thì tại bạn bè em cũng hay tới chơi lắm. Em thì cũng hay chơi với bạn các bạn nam nhiều. Thế nên là cũng tới xong rồi mang đồ ăn rồi cho chơi. Thì cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn, mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Con bị cướp răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Dạ. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá. Xong rồi cái người mà con cảm nắng, ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi. Cứ ai tới là ổng cứ phải hả đánh đòn phủ đầu trước. Bị thợ săn mà. Thợ săn. Bây giờ cầm súng, cứ ai là bắn. Quỷ diệt lên. Quỷ diệt thì còn lại một ông thợ săn với một con vịt thôi. Dạ. Thì con vịt đó phải là của ông thợ săn. Dạ. Thế là cứ thế bao nhiêu năm á cô Vân? Tại vì 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi, mà anh chiều con cực kỳ. Có nghĩa là con đi, mẹ con còn kể là hồi đó là con đi ra đường á, cứ cái quai giày là con chỉ xỏ cái chân vào thôi, còn ảnh sẽ là người cúi xuống mang cho con cái quai giày. Ví dụ ảnh đi làm mà ảnh có 10 đồng, con muốn mua một món gì đó hết 10 đồng thì ảnh sẵn sàng ảnh mua cho con hết. Ảnh không quan tâm từ giờ tới cuối tháng ảnh ăn cái gì. Ảnh chỉ cần con thích là ảnh sẽ mua cho con, thích là ảnh sẽ làm. Còn bảo ảnh là giảm cân, là mỗi buổi sáng anh sẽ chạy từ nhà ảnh khoảng hơn 2 cây số xoang nhà con. Đó, rồi để một cái tờ giấy trước cửa nhà con là đã tập thể dục xong rồi ảnh chạy về. Nhưng mà sau này khi cưới xong thì con mới phát hiện là ảnh chạy xe ra gần nhà con, gửi vào một cái bãi, gửi một cái bãi gần đó. Xong rồi anh thì cũng chiêu trò lắm nha. Không phải, tại vì cơ bản mấy ngày đầu được, tại vì ngày xưa cơ bản cũng như theo em chạy được. Mà anh hiểu cảm giác mà đi làm về mệt rồi, sáng 4 giờ mấy 5 giờ chạy mà muốn giảm cân là phải được anh giảm được thiệt, được anh giảm được thiệt là được từ 85 xuống còn 70 á, là kiểu như cũng chạy cũng ấy, nó rút người á. Nhưng mà xong giống như lười, thiệt là lười thiệt, em lười thiệt. Mấy ngày mưa lất phất trời rạnh, trời Sài Gòn mà nó không lạnh thôi, nó lạnh là rung người luôn á cô. Đâu có cùng mà... bị lừa cô Vân ạ. Ừ, nhưng mà coi như là sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy á, thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á. Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, thì tụi con cứ ở với tụi con cứ quen nhau sống á. Trong cái cảm xúc dạ, đó là dạ, 7 năm cứ trời. Vậy xong rồi tới một ngày. Dạ tới một ngày đám cưới nó ly kỳ lắm đó cô Vân. Sao thầy bói coi con cưới người ta con là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi con quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái tết năm đó là con đi coi bói sau tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân. Cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ lúc cưới đầu, liền. Còn đúng ông thợ săn thôi. Lúc dạ, đầu cứng đầu thợ con, săn thôi. Coi ba người, ai cũng phán không. Con ngày chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung, có phán không? Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông phán một câu xanh rồi. Còn em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô luôn không? Ba người bạn thì đó cài vô hết trận cái chuyện mà chạy bộ dắt xe kiểu đó còn dám làm không, nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên nghĩa là mưu mô cỡ nào mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tụi con làm nhanh chóng lắm. Ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi. Luôn đó. Không là không làm ăn được đâu. Sợ ơi cả đời đúng không? Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân. Con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đưa tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm rót rẻ vậy trong vòng đúng năm một năm.
xây nhà. Dạ, xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng một năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Rồi cưới nhau được mấy năm rồi ta, nãy nói mấy dạ, năm. Dạ cưới năm 2017. Cưới 5 năm rồi. Được 5 năm. Rồi công việc vẫn thuận lợi mọi thứ ha, nó có tức là trắc trở gì không? Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Dạ không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu, thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhau, đúng không? Nhưng mà nó không có, ổng nói sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á, thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ á, để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn, nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết, cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á, tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ồ, mình đang làm ăn được lắm. Tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn, con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ, trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ. Bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền anh ráng gồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng gồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền lên. Và cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu. Là đổ lên đầu con cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok. Tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẵm trên tay mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ, chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó. Rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng 1.5 năm tới 2 năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm xong, đi ra quán bán. Một mình bán thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng. Con làm một lúc á hả, 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, gần còn một tháng nữa sanh rồi mà ôm cái bụng bầu để mà làm, rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó. Một ngày đi cả 100 lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân. Xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới là rất là mệt luôn, nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy. Tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản. Nên là khi mà gặp ảnh, ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằn xén, rồi con nhỏ, rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao, ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị sứt đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị sứt hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộn với cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Trời đó, không có, đang không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Tại vì lúc đó là cái đầu óc nó căng thẳng lắm. Lúc đó em nghĩ cái gì, trong khi đó là vợ của mình đã mọi chuyện gồng gánh như vậy mà sao em còn gây áp lực nặng hơn nữa.
hay là muốn giải quyết một vấn đề gì đó cho nó xóa ra hả? Không, thực sự là cái lúc mà mình làm á anh Tuyên, mọi thứ nó đang trên rất là gọi là trên cái đà, mình thực sự mình không nghĩ là dịch nó vào. Mình cứ nghĩ là ok, ráng mọi thứ mình sẽ cố gắng. Mỗi ngày mình vẫn cố gắng chạy đi làm, nghĩa là kiếm đồ này đắp đồ kia, kiếm này đắp đồ kia. Nhưng mà giống như tối về mình cảm thấy một phần là giờ em là cứ nói, thực sự là bà có một cái tập là bà nói rất là nhiều. Em mới kêu tất cả lỗi của anh biết anh sai rồi nên thôi đừng có nói nữa. Đi, trong cái chỗ nó rồi nó bình yên, nó nhẹ đầu đi. Em cứ nhẹ đầu em cũng dễ chịu hơn, anh cũng dễ. Nhưng mà kiểu như thực sự là lúc đó hai đứa đều rất là hiếu thắng luôn. Thực sự đó cũng là lỗi của con, tại vì giống như là mình thấy là mình bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, xong rồi nhiều khi nhìn con cái cũng tội á, nên là ảnh về là con hay nói, con phải muốn là tôi đã giải quyết cho anh cái vấn đề này rồi thì anh phải nghe lời tôi đó. Thì cứ gằn qua gằn lại như vậy, xong rồi bắt đầu ảnh cũng áp lực quá nhiều thứ, tới một cái thời điểm mà nó không thể chịu đựng được nữa. Cô Vân không thể chịu đựng được nữa, mình rất là ngán cái cảnh là sáng mà dậy mà cứ người nọ người kia tới nhà đòi nợ hoài, không thể chịu đựng được nữa. Thì tất cả mọi người xung quanh con đều khuyên là thôi con bỏ mặc đi. Nói chung là con có nhà, con có con, bây giờ con có thể tự lo, có công việc con thể tự lo được. Nhưng mà con biết vốn dĩ chồng con không phải là người gọi là tệ bạc với con. Chẳng qua là ảnh có một cái là ảnh rất là muốn cho con sung sướng, nên là nó rơi vào cái hoàn cảnh là làm ăn, cái đó là cái chuyện không ai muốn. Nên con mới nói chồng con là thôi bán nhà. Cái nhà mới xây luôn cô Vân. Nhà mới xây vẫn còn đang nợ ngân hàng. Con bảo là quyết định con sẽ bán nhà. Và con bán nhà trong vòng một nốt nhạc luôn. Con đăng lên con bán luôn. Bán luôn á. Dạ em bán luôn. Mẹ đồng ý luôn. Dạ. Mẹ em thì thật ra là tại vì nhà trước giờ có hai mẹ con mẹ em thì cũng biết ông xã em á cũng là người tốt, mà bà mẹ cũng muốn là ổn định, thì tụi con bán nhà để trả xong xuôi cái số nợ đó. Và tụi con lấy cái số tiền còn lại á, tụi con mua một cái nơi khác nó ít tiền hơn. Dạ. Nhưng mà thật sự đến thời điểm bây giờ thì con nghĩ cái quyết định bán nhà là quyết định mà sáng suốt nhất của con. Bởi vì cuộc sống của con bây giờ nó so với ngày trước nó là thiên đường luôn á cô Vân. Nó cực kỳ thiên đường luôn. Nghĩa là lúc đó thì vì mọi thứ đã giải tỏa được hết rồi. Nợ nần giải tỏa thì cái đầu cũng giải tỏa. Thì cũng sẽ bớt đập đồ, bớt cằn nhằn, bớt nói nhiều rồi. Mọi thứ là, nói chung là tụi con đã qua cơn bị cực. Bây giờ tới hồi thời lai vẫn là hai đứa đúng không? Chưa có ý định có đứa thứ ba đúng không? Không, rất muốn có đứa thứ ba. Mà đơn giản là tụi con muốn là kiểu như lần này mình chuẩn bị kỹ hơn cô. Tức là nhưng bây giờ công việc là ổn định rồi đúng không? Nói chung hai vợ chồng ai cũng ổn định rồi. Dạ đúng rồi. Gọi là tạm ổn định. Tạm ổn định tại vì mình đã giải quyết rồi, nhưng mà so với cái cuộc sống trước đây thì con thấy như vậy là con cảm thấy là quá hạnh phúc rồi. Rồi nhà cửa như thế nào, mình có mua lại được một căn nhà mới rẻ hơn không? Hiện tại bây giờ em đang ở một cái căn chung cư. Cũng thuộc dạng trung cấp nên em cảm thấy rất là ok từ các cái dịch vụ nọ kia. Rồi con qua nhà mới, không biết là mọi người thì cứ hay chọc con là phong thủy hợp, nhưng mà con qua nhà mới thì con cảm thấy là cái tính mình bình tĩnh hơn, ít nóng nảy hơn, biết kiềm chế hơn một chút. Và tất cả các cái thứ con ở thì con cảm thấy là con rất là hợp ở chung cư nhà đất. Thì đó, nói chung chắc là phong thủy hợp đó con. Vâng. Rồi giờ... Thế là mình giải quyết được những cái chuyện râu ria, mình đỡ áp lực nhiều thứ. Thật sự là như vậy. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, để đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá. Lâu. Người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì cùng khi đã quá quen á cô. Thì người ta sẽ... Ví dụ tật xấu gì đâu con nói con nghe coi. Con tự vấn bản thân con trước đi. Không ai mượn con nói tật xấu của con. Bà nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều. Cái đầu tiên là sữa bắp non lớp nhưng đôi chất tư điều hóa nhẹ tươi. Bà tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là do đẻ anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thật sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á. Bà mới nói anh làm cái này với em nha. Ok để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong. Ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa anh làm xong rồi, anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật là con đẻ hai đứa với tim bốn mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á.
thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong mình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi, con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi, con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tôi uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy là cũng có sau thể... khi mà đẻ xong và chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó cô, tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử, tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nói mỗi lần là mất hoài, bà buồn buồn là bà làm buồn buồn, vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em. Y là ngủ về sạc, ôi chết em quên rồi, ôi em để đâu ta, ủa đâu rồi ta, rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái tật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ là ngoài ý muốn đó. Con không phải là cái tật đâu, con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều, cái vụ mà càm ràm đó cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi, biết rồi. Không, nó lên level, tuy giờ là đỡ rồi, phải không? Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là cái một cái gì đó, nó nghĩa là vô tình con, vợ con đi làm á, người ta kêu bà là một cái bể trời năng lượng. Tại vì hai vợ chồng đều là, và bà làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á. Bà gọi là dịch vụ khách hàng cao cấp. Thì lúc nào bà cũng tỏ ra, cái sự chuyên nghiệp của bà nó thiện là lúc nào bà cũng tỏ ra năng lượng. Tên lộ cái thằng bảo vệ, ông cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bởi nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả là con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Cái công việc của con là như vậy, nghĩa là muốn làm việc với khách hàng đó, Vân, thì phải năng lượng. Tại vì bộ phận chăm sóc khách hàng là bộ phận luôn nghe khách chửi, nghe khách chửi suốt ngày, mà nếu mà mình không có vui vẻ, mình không có năng lượng á, thì mình rất là dễ bị nản. Nhưng mà những cái lúc mà ví dụ như là khách có vấn đề phàn nàn về con á, với mình á, thì mình vẫn cười tươi nhưng mà ôm hết nguyên cái đó về xả vào người của anh này. Hiểu. Tâm trạng con thì cũng hay bị gọi là thất thường sau khi sinh nữa. Nên là mà cô Vân biết không, khi con đẻ ra, con đẻ hai bé xong bắt đầu con ở nhà thì con không có bạn, hầu như là không có bạn, tại vì không có đi ra ngoài chơi với ai, không có bạn gì hết. Thì mình cứ nằm ở nhà mình coi phim thôi. Tới tối về mới có anh này về nói chuyện. Thì giờ đâu có chủ đề gì nói đâu, giờ có mỗi cái chủ đề là phim mình mới xem thôi. Thì ngồi kể mà ổng cứ ngồi ngủ vậy nè. Ổng cứ ngủ gật nè, mà con hỏi là anh có nghe em kể không? Có mà nghe. Cô hiểu được cái tâm trạng và cái sự chịu đựng của bạn chồng rồi. Cái đó cũng dễ sợ lắm á. Rồi còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Sự là con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta? Tức là khi cô Vân thì á, khi bảy đi bảy con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha. Hai là tương ớt. Nó y như nhau. Nó chỉ khác mỗi cái này của này, một cái này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này. Lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Vậy thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào? Em muốn, em không biết, em mới hỏi anh. Vậy thôi, xong rồi, xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn. Mình con nó đầu là, mỗi khi bà hỏi một cái gì là đào kiểm đầu mình nảy số rồi. Rồi xong rồi đó. Đó, cuộc chiến bắt đầu đó. A, B, C, D, nhớ y như chơi đồng vàng á. Những cái kết nó kiểu như nó hơi hụt hẫng, kiểu như mình kiểu như làm mình, nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bất thường. Bà chọn cái một cái hoàn toàn không liên quan gì hết. Có nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C, đúng không? Bị thất thường. Thất thường. Tại vì không có anh này là kiến. Bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á, thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với anh này. Ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á, thì con sẽ phải gấp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, sẽ không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Đó, rồi thì con, cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi, nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị cô Vân.
cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè, tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha, cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận bà cái bà mở nhạc Phật lên nghe không? Tôi cổng đứng liền. Em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái ủa ngoài, con quay lại ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy? Nghĩa là tại vì thực sự luôn á là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩ là đã chuẩn bị ok trong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm đã chờ cái tự mình vừa ôm cái là con thấy trường cỡ, lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền con thanh siêu, thoát liền con không đúng cái gì nữa hiểu không, không? Con, con đứng dậy luôn, con đứng dậy con ra đi làm luôn. Rồi cái đó là có lẽ con mong muốn thay đổi vậy phải không, cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thực ra là sau cái biến cố cô Vân một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này, nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn. Anh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó, thì đêm thì con cũng bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên để nguyên si. Mà không bao giờ nằm lên giường. Chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Ở dơ lắm. Đúng không? Rồi tiếp. Là mình cảm giác như mình không có. Cho nên cái chuyện mà mở nhạc Phật á là cố tình. Để cho thôi anh đi giùm tôi đi. Là tại vì bữa đó là anh chưa chịu thay áo, tay anh chưa chịu rửa, cho nên là liếc sơ sơ cái là bật nhạc Phật lên. Là anh thanh thoát là anh đi luôn đó. Nhưng một phần cũng là lỗi cho em. Em phải tâm lý, em phải hiểu vấn đề đó. Tại vì khi mà xung trận á, cái đó là phải sạch sẽ, phải thoải mái nhất thì nó mới feeling được. Nghe chứ không phải là làm cho có rồi xong đi ra. Đó là con đuổi khéo. Tại vì bây giờ con mà nói á là hay dỗi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bữa nay là hiểu rồi đó. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái. Hay dỗi, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu, có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi, cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi. Anh nhịn em đi xíu, nhưng mà cứ mỗi lần nói là ổng dỗi. Mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ổng dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà mặt anh hay quạo lắm. Anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Kêu ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương. Vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài. Mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó hơn, phải quan tâm hơn. Quan tâm con, rồi là con muốn nhận chồng con cái lỗi về mình hơn một chút, đúng không? Tha thứ hơn. Sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn, giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Thì chồng con bây giờ trẻ con lắm, có hai đứa con gái nhưng mà ba bố con cứ dành nhau ăn xì nách hoài. Đó, rồi dành nhau coi hoạt hình. Con nó đang coi xong hù con nói là ông kẻ tới kìa, để đuổi nó vào phòng để mình dành cái tivi mình coi hoạt hình. Đó, rồi cứ trẻ con lắm rồi cô hiểu rồi, cô hiểu rồi. Nhưng mà bây là giờ gia đình em đang nuôi ba đứa con hả? Đúng rồi. Cái đó là như vậy. Mà em biết không, vấn đề là bây giờ mình đã chọn nhau rồi. Dạ. Thì là mình đã chọn hạnh phúc rồi. Dạ. Thì mình phải lấy yêu thương để mà mình vun đắp cái hạnh phúc đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó thì bây giờ giống như em á
em thấy sao nè, để mà em góp ý với bạn bạn chồng á về những cái mà gọi là mong muốn của bạn vợ. À, thì nếu là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Ừ. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi và mẹ vợ cũng đã thương em chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. À, chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi, đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa, khổ lắm anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Rồi dụ tắm rửa sao? Ổng tự biết đi. Em phải nói chứ, em phải nói chứ. Cô Vân, con xin giải thích cái này, tại vì cô Vân nói sao? Tại vì cơ bản ngày con, nghĩa là con vẫn đang vận hành một cái quán gà nướng, cô Vân hiểu không? Thì tối về, tại vì cơ bản con về là lúc bà ngủ rồi, thì con nằm dưới đất, con là con nằm dưới đất một góc nên tại vì sáng sao con tắm rửa rồi con ấy luôn. Bà tiện cái kẹp, tại vì con thấy thực sự là con sót mẹ con giặt đồ quá, tại cũng là giặt máy rồi nhưng mà một lần đưa ôm đồ nhiều luôn. Một trong những cái tật xấu khác của vợ con đó là bà bừa. Một ngày con nói con một cái bộ đồ á, con ra là nhiều lắm một hai bộ đồ, nhưng giờ con là một nùi nè. Ôm nguyên một giỏ đồ chắc con được hai bộ. Mà mẹ con mẹ ở tại ở chung với mẹ, mẹ con cũng lớn rồi, mẹ vợ con cũng lớn rồi. Bà rất là sạch, bà ở rất là sạch. Đâm ra kiểu như mỗi lần giặt đồ mà thấy mẹ ấy nhiều á, con kiểu con ấy nấy con, riết là con cảm giác nó đấy cái bệnh, nghĩa là đồ con mặc á, nghĩa là tới khi nào đi tắm được con ấy ra thôi, còn không con kiên trì mặc một bộ thôi, không hợp lý. Không có lý do, bởi vì đó mình thấy không, nói cái gì anh cũng lý do. Anh được nói em nghe là cái chuyện mà giặt đồ cái đó là nó có tốn kém cái gì đâu và nó có làm cái gì khủng khiếp đâu, với lại em nói là lý do là chính xác. Em phải thấy được cái sai của mình. Đừng bao giờ bao biện. Dạ không, ý là cái đó ngày xưa rồi giờ em đã thay đổi rồi, tức là thay đổi chưa? Có rồi, nghĩa là giờ đã chịu tắm rồi. Để... Trời ơi, đã vậy còn mùi gà nướng nữa mới ghê chứ. Trời ơi, ta nói mỗi lần mà đi ăn đồ nướng đó là em có tin là chị trước khi đi chị gội đầu gì thì đi ăn đồ nướng về là chị phải gội đúng nữa. Đúng rồi. Mà ám mà vào con người. Có biết là mỗi một lần cô gội đầu là cô bị bệnh không? Vậy mà cô vẫn phải gội đó là bởi vì bản thân mình không chịu nổi cái mùi hai vợ chồng khác luôn hoàn toàn. Cho anh Tư nói cái này, có thể em chấp nhận em ở dơ được, nhưng sau này em cứ nghĩ sức khỏe cho con em. Em ở ngoài đường em tiếp xúc biết bao nhiêu người, bụi bẩn vi trùng vi khuẩn biết bao nhiêu người, và em vẫn mang nguyên si y chang vậy, mặc bộ đồ em nằm ngủ và con em phòng, anh không biết nhà rộng nhà lớn, và con cũng nằm nó chơi xung quanh đó. Và sau này sức khỏe của con em nha, hên là bây giờ chưa có chuyện gì, lỡ như những con vi khuẩn, những cái virus nó không tốt, nó vào trong cơ thể của người em thì sao? Một điều cực kỳ sai nha, em phải tắm rửa sạch sẽ. Cái đó là không, em chỉ giải thích về cái vấn đề là ngày xưa là tại sao nói thôi. Còn thực sự bây giờ là đỡ rồi, bà đi làm cả ngày bà không biết đâu. Thì thôi nói tóm lại là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi. Sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không, bây giờ may một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Ok. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Cứ rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Nhiều khi đêm á, tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá, thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô, tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó cô nói nghiêm túc luôn đó. Rồi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á, mà mình đem về
rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Yeah. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào cũng có công việc hết, đứa nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi con được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều. Đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu không có nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con, thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Mỗi đứa sửa chút xíu đi con, đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi, cuộc sống nó sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ trong một chuyện nó thoải mái, đúng, nó nhẹ nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị rồi cái mở nhạc thì mày mở lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Hiểu không? Dạ. Còn ấy là ngựa phi được. Sữa bắp non lớp nhưng đôi chất xơ điều hóa nhẹ tươi.